Đây là những hình ảnh chúng tôi vừa ghi nhận được tại công trường thi công cầu treo Sam Lang, xã Nà Hì, huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên vào ngày 21 tháng 4 năm 2014. Cầu có tổng chiều dài 100 mét, mặt cầu làm bằng thép chống trơn, có tất cả 65 cán bộ công nhân làm việc cả ngày lẫn đêm để công trình đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ. Đơn vị thi công đã bố trí một máy ủi trực sẵn để đảm bảo giao thông tại trục đường dân sinh từ trung tâm xã Nà Hì lên công trường. Đoạn đường với chiều dài khoảng 8 km, bởi lẽ đây là tuyến đường khó đi và chỉ xe có trọng tải dưới 3 tấn mới có thể chuyên chở vật liệu lên đến công trường. Trước hết là đường vào trong khu vực gồm 8 km là đường dân sinh. Đơn vị thi công đã phải dùng máy móc để mà thực hiện là mở rộng thêm đường xá và tạo giải quyết vấn đề đảm bảo giao thông. Đồng thời là khó khăn nhất là vấn đề vật liệu xa nơi thi công. Tham gia thi công công trình này có các đơn vị như Xí nghiệp Cơ khí Quang Trung, đơn vị Anh hùng lao động, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Quản lý Đường bộ 2, Công ty Cổ phần Xây dựng Thành Phát. 164 mét khối bê tông cốt thép vừa hoàn thành vào ngày 20 tháng 4 và dự kiến sẽ hoàn thành công trình vào ngày 6 tháng 5 năm 2014. Công trình cầu treo Sam Lang vào trước mùng 7 tháng 5 năm 2014 để kịp thời kỷ niệm 60 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, để tạo điều kiện cho nhân dân các dân tộc trong khu vực đi lại và nhất là phục vụ cho các thầy các cô và các em đi lại qua suối an toàn. Chỉ còn hơn 2 tuần nữa, người dân Sam Lang và nhất là cô trò nơi đây sẽ có cầu treo để đi lại, sẽ không còn chui vào túi ni lông để qua suối nữa.